nhà đất Honey xin kính chào tất cả các anh chị khán thân mến. Và để tiếp tục với hệ thống nhà đẹp, ngày hôm nay Honey giới thiệu một căn nhà phố ngay trung tâm quận Phú Nhuận với khuôn đất sử dụng lên tới 66m², nhà một trệt một lầu. Cả nhà mình hôm giờ đang cần tìm một căn nhà phố không cần phải quá cao mà đầy đủ công năng lên tới 3 phòng ngủ. Và đặc biệt nhà mình có thiết kế một phòng ngủ tại tầng trệt dành cho ông bà lớn tuổi, mua về tặng cho gia đình của mình thì quá là phù hợp luôn nè. Với vị trí tọa lạc ngay trục đường Thích Quảng Đức thuộc phường 5 quận Phú Nhuận, nhà mình thông ra trục đường Hoàng Hoa Thám cũng như là kết nối với đường Phan Đăng Lưu ngay kế bên chợ Cây Quéo. Cả nhà mình đi chợ, đi mua sắm hoặc là đi ăn uống thì di chuyển ra khu ẩm thực Phan Xích Long, một căn nhà ngay vị trí trung tâm, di chuyển về quận 1, quận 3 cũng rất là gần luôn, cách chỉ từ 5 đến 10 phút, hoặc có là về sân bay Tân Sơn Nhất cũng chỉ tầm khoảng 5 phút một di chuyển. Căn nhà phố bao trọn tiện ích của trung tâm quận Phú Nhuận. Kế bên nhà mình là có trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, gì cũng có. Và đường trước nhà của mình hiện hữu rộng 3m, khu nhà cao tầng, có camera khu phố, dân cư mình ở hiện hữu tương đối an toàn khách hàng khi mà an cư sinh sống. Nhà một trệt một lầu và vị trí còn nằm ngay căn gốc nữa chứ, tương đối thông thoáng luôn cả nhà. Đó, thuộc hướng chính là hướng đông nam nha, phù hợp khách hàng mình cứ hướng mọi là đông tứ trạch. Với thông số diện tích chiều ngang cho ngôi nhà là 4m, nhà nở hậu là 5m6, chiều dài là 16m. Và với khuôn đất công nhận là 60m², thực tế mình sử dụng là 66m², công năng sử dụng bên trong nhà rộng, sân vườn dùng để trồng cây, trồng hoa, một khoảng sân để xe phía trước, phòng khách, phòng bếp, bên trên có tổng là 3 phòng ngủ. Và nhà đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ nội thất bên trong nhà, phân khúc giá bán 7 tỷ hơn, sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Một căn duy nhất trên thị trường hiện nay, một trệt một lầu, không quá cao nhưng mà đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư sinh sống, mua về dành tặng cho ông bà lớn tuổi cho gia đình của mình thì rất là phù hợp luôn. Không cần leo cầu thang quá cao lên trên đâu nha cả nhà. Đó, có khoảng sân phía trước nữa, mình trồng cây, trồng hoa, trồng keng trái, đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư sinh sống và sinh hoạt. Và gia chủ trang bị cho mình gồm hai lớp cửa ra vào, một lớp cửa sắt bốn cánh phía trước, bên trong thêm một lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực nữa. Mà khoảng sân phía trước được gia chủ thiết kế cho mình có thể đậu được tầm khoảng 3-4 chiếc xe máy, rất là thoải mái luôn nè. Và khu vực tầng trệt được gia chủ thiết kế cho mình, phòng khách liền kề với gian bếp bên trong, đầy đủ các trang thiết bị nội thất, trong đó mình có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tủ rượu, tủ trưng bày. Và bên trên trần của mình là cả nhà có quạt máy xay kết hợp với đèn chiếu sáng, trần chìm giật cấp đèn led âm trần, với tông chủ đề là màu trắng, bên dưới mình lót gạch bóng khiến chống trầy chống trơn trượt 80-80, tông làm màu trắng, có những cái phân khối nhìn rất là nét luôn. Toàn bộ chất liệu gỗ bên trong nhà của mình là được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mới mọt, chống mẩm và bảo hành hàng mình trong thời gian an cư sinh sống. Đó, bộ sofa đẹp chưa, được gia chủ thiết kế cho mình, thang bộ nằm ở giữa nhà, ốp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ lan can bằng kính cường lực. Và bên dưới chân cầu thang của mình là có những cái tủ để đồ cũng như là kết hợp làm tủ trưng bày nè. Và khu vực này mình có những cái tủ rượu, tủ để đồ đầy đủ luôn á cả nhà. Và liên thông tiếp tục vào bên trong đó, mình có bậc cấp nhẹ, thang bộ của mình ốp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ lan can bằng kính cường lực, được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà. Và nhà mình gia chủ có thiết kế toilet sử dụng tại tầng trệt, đầy đủ các trang thiết bị lavabo đun sôi, bồn vệ sinh, gạch ốp cao phương trình lên trên. Và liền kề vào bên trong là mình sẽ có gian bếp nè, trong đó có đầy đủ bộ bàn ăn 4 ghế kết hợp với hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, được gia chủ sử dụng cho mình là chất liệu gỗ an cường, có chống mới mọt, chống mẩm và bảo hành hàng mình trong thời gian an cư sinh sống. Và đặc biệt là nhà mình còn được gia chủ thiết kế cho mình thêm một lối cửa để di chuyển ra phía bên hông nè cả nhà. Đó, hiểm hậu bên hông luôn, tìm đâu ra một căn nhà mà vừa thoáng còn có thiết kế phòng ngủ tại tầng trệt dành cho ông bà lớn tuổi trong gia đình nữa chứ. Một căn duy nhất trên thị trường hiện nay đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư sinh sống. Đó, mảng tường khu vực bộ xô, bộ bàn ăn của mình ở cả nhà có những cái tấm kính trang trí, rồi những cái lam gỗ gia chủ kết hợp nhấn nhá, bên trên có hệ thống đèn chùm. Và không thể thiếu là phòng ngủ tại tầng trệt, mình có tủ quần áo đụng nóc lên trên, rồi kết hợp với giường ngủ hệ tủ táp.
và có hẳn cho mình bên trong là một toilet sử dụng riêng dành cho căn phòng này luôn nè. Nhà nở hậu, phong thủy quá là tốt. Cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà với giá bán hợp lý nhất cho một căn nhà phố với mức giá gia chủ đang giao là 7 tỷ 450 triệu đồng giá còn thương lượng với chính chủ nữa. Với thông số diện tích chiều ngang là ngang 4, nhà nở hậu là 5m6, chiều sâu là 16m, đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình đang cư sinh sống. Và Hằng Ni di chuyển tiếp tục lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Đó, nhìn ra khu vực phía trước phòng khách của mình nè, đầy đủ các trang thiết bị vừa sang vừa đẳng cấp, ngay vị trí trung tâm quận Phú Nhuận, biệt thự của quận Bình Thạnh. Cả nhà mình di chuyển về quận 1, quận 3 và các quận thành phố Hồ Chí Minh thì rất là tiện luôn. Nhà mình ngay căn gốc cho nên bên hông nhà chủ có chỗ như cái ô cửa sổ ra bên ngoài. Và di chuyển tiếp tục lên tầng bên trên. Đó, từ bên trên nhìn xuống bên dưới nè. Đó, đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Trong đó mình sẽ có phòng ngủ phía trước, phòng ngủ phía sau, một bức tranh trang trí cả nhà. Và phòng ngủ phía sau cùng Hằng Ni chúng ta tham quan. Nhà mình có tổng là 3 phòng ngủ. Đó, gia chủ đã lắp cho mình máy lạnh. Và trong phòng của mình sẽ có tủ quần áo, giường ngủ, hệ tủ tách đầu giường, bàn làm việc kết hợp với bàn học, đầy đủ các trang thiết bị, thêm những cái ô cửa sổ mở ra bên ngoài cả nhà. Hằng Ni nghĩ là về kín đáo hơn thì chúng ta thiết kế cho những cái khung sắt ở đây cho an toàn hơn, tại vì nhà mình cũng thấp tầng á. Và di chuyển gian phòng tiếp theo. Phòng tiếp theo sẽ nằm ở phía trước, và trước khi di chuyển ra phía trước, cùng Hằng Ni chúng ta đi ra cái sân sau nè cả nhà. Khu vực sân thượng trồng cây trồng hoa. Nó có một cái không gian phía sau này mình để làm khu vực giặt sấy nè. Đợi thang sắt di chuyển lên tầng tâm bên trên để đặt bồn nước, cái máy nước nóng, năng lượng mặt trời. Cả nhà mình thích trồng hoa thì mình trồng có dàn dây leo ở đây cũng được luôn. Ở đây nhà chủ có thiết kế là lavabo đường sỏi phía bên ngoài và toilet sử dụng ở đây dành cho căn phòng phía sau nè. Đó, nhà đầy đủ công năng luôn. Và Hằng Ni di chuyển tiếp tục gian phòng phía trước, phòng master, phòng ngủ thứ ba. Nhà mình mà đông thành viên thì ngôi nhà này nằm trong một sự lựa chọn tương đối hợp lý. Nhà thiết kế có công năng 3 phòng ngủ. Phòng phía trước sẽ có 3 toilet sử dụng riêng bên trong. Lavabo đường soi, bồn vệ sinh, vách kính ngăn nghiêng, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn, và tấm hoa sen đứng cả nhà. Với tông là màu xám. Và khu vực phòng ngủ của mình phía trước, trong đó là có giường ngủ, bàn trang điểm, tủ quần áo, kệ tủ tivi. Khi có cửa sổ mở ra bên ngoài, mình về mình làm thêm khung sắt ngoài đó cho an toàn hơn. Đó, và có thêm cái khu vực ban công phía trước nữa. Ban công mình để được một cái bàn trà kèm ghế ngồi cũng được luôn. Ban công mình chỗ ra tầm khoảng 1m2. Một căn nhà ngay vị trí quận Phú Nhuận, lâu lâu mới có một căn cái nhà ơi. Đó, có thêm một khoảng sân vườn phía trước này nữa. Khu nhà dân cư ở hiện hữu nè. Và với khách này mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà với giá bán hợp lý nhất. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh, và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và mình đón một năm 2024 vạn sự như ý. Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.